Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 192 đường Nguyễn Trãi, thông sang hẻm 417 đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm ở hẻm thông nhau như bàn cờ ha, thông từ hẻm 192 Nguyễn Trãi thông sang 417 đường An Dương Vương, thông qua 455 đường An Dương Vương, thông luôn hẻm 158, 146 và 214 đường Nguyễn Trãi luôn. Căn nhà mình thì có kết cấu một trệt với hai lầu. Kích thước ngang là gần 3 m, dài là 6 m, nhà có kết cấu một trệt hai lầu, nhà có hướng chính là hướng đông là sang hướng bắc một ít. Về pháp lý, nhà có giấy chủ quyền hồng và có hoàn công. Căn nhà này trước đây là chủ kêu bán giá là 2 tỷ 650 triệu, nhưng mà nay là chủ cần tiền nên là giảm giá bán nhanh trong vòng 2 tuần thôi, 2 tỷ 250 triệu giá chốt bán luôn nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà đất Sài Thành với số điện thoại 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn xem nhà, mở cửa xem nhà. Căn nhà này thì về pháp lý là có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Nhà nằm giao giữa bốn con đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, đường An Dương Vương và đường Huỳnh Mẫn Đạt. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà đất Sài Thành ha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì coi cho mình đăng ký chưa. Nếu chưa đăng ký thì đăng ký, nếu đăng ký rồi thì nhớ bật cái chuông để khi Vũ Hồng có up video mới lên thì cô chú chị bạn xem được liền ha. Nếu thấy bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở phân khúc 2 tỷ 250 triệu thì hãy chia sẻ video này cho họ để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú chị bạn xem nha. Xem xong nhớ ủng hộ Vũ Hồng một like ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn nha. Rồi Vũ Hồng bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú chị bạn xem ha. Đây cô chú chị bạn nhà mình đây ha. 192/30B đường Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà một trệt với hai lầu. Đó. Hẻm trước nhà thì khoảng 3 mét ha. Đó. Nhà mình thì cao hơn mặt hẻm thì khoảng 3 tấc. Rồi căn nhà này thì địa chỉ là 192/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở nhà mình có cái ban công trên lầu là lấn ra thêm được 1 mét đó cô chú anh chị. Và ở trên là có lầu ha. Nhà mình cửa sắt kính cường lực ha, nhà điện chính nước chính luôn. Phía ngoài thì ốp gạch lên cao lên đến trần rồi ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha, chiều dài của nhà mình nè nha, chiều ngang nè ha, gạch này là gạch 60 nha cô chú anh chị, gạch này gạch 60 ha. Cầu thang đây, phía sau lưng là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh. Ở phía sau lưng đây là có khoảng thông hành địa dịch. Đó, khoảng thông hành địa dịch của cái nhà hẻm bên kia là hẻm 158. Căn này là bên đây là căn mặt tiền đường 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt. Còn bên đây là 146. Đó, căn bên đây là hẻm 146. Này là hẻm cái thông hành địa dịch phía sau lưng nhà người ta ha. Nó tới nhà mình là hết nha, nó đi hẳn ra chỗ nãy Vũ Hồng đứng đó, 455 đó, ngay đó là hẻm 455 đường An Dương Vương. Đây phía sau nhà không à, ở phía sau nhà không ha, cái nhà mình nè, đó một trệt với hai lầu nè ha, căn này nè cô chú anh chị, nó khuất vô trong đây chút xíu ha, nó qua tới bên kia đó, cô chú anh chị bà nhìn thấy không, nó qua đến mấy đây nè, nó qua mới đây nó còn khuất vô đây khoảng 1 mét nữa nha cô chú anh chị, nó lấn qua thêm 1 mét nữa ha. Sau nhà
Đây là khoảng thông hành địa dịch ha. Nhà mình quay qua hẻm 192 đường Nguyễn Trãi. Ở nhà ở dưới đây thì có một nhà vệ sinh. Cửa này cửa hậu phía sau nhà mình. Đó, bồn cầu một khối nữa ha. /392/30B đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thông mấy cái các hẻm thông hết luôn ha. Hẻm 192 đường Nguyễn Trãi này sẽ thông sang hẻm 446 đường An Dương Vương. Đó, rẽ trái thì ra hẻm 158. Rồi ra hẻm 146 đường Bình Vẫn Đạt luôn. Còn nếu mà hẻm 192 đường Nguyễn Trãi là thông sang hẻm 446 đường An Dương à. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành thì cô chú anh chị bạn hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Nhớ đăng ký kênh và nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, để họ mua được nhà. Căn nhà địa chỉ là 192/30B. Đây là không có bắt cái đèn, chưa bắt mấy cái đèn này ha, đèn led này nha. Đó, đèn cầu thang lên để cho Hồng bắt đèn, đèn như nó tắt hay sao nó hư rồi. Rồi cầu thang thì ở giữa hai cầu thang thì ta dựng bằng inox 304, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Đó, một dệt với hai lầu nha cô chú anh chị. Ở phía sau nha, lưng nhà mình là cái phong hành địa dịch nên mình mở cửa sổ cho nó sáng ha cô chú anh chị bạn. Đây là inox 304 toàn bộ luôn nha. Cầu thang thì ta dựng bằng inox 304, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Đây phía sau nhà mình nè, đây phía sau nè ha. Hẻm đó là hẻm 455 đường An Dương Vương, thông qua hẻm 214 đường Nguyễn Trãi, ngay chỗ tiệm bánh ABC đó. Đây cầu thang Vũ Hồng mới vừa đi lên nè, hai lầu ha. Bắt đèn lên. Rồi ở đây thì có nhà vệ sinh bên trong, có nhà vệ sinh bên trong ha, nhà vệ sinh bên trong nè. Phòng ở dưới lầu 1 thì có ban công phía bên ngoài ha, ban công phía bên ngoài nha. Đó, ban công phía bên ngoài đây. Có chỗ này là làm xong sắt bảo vệ lại rồi ha. Rồi hẻm phía trước nhà mình đây ha. Rồi hẻm này mình sẽ đi ra ngoài 192 đường Nguyễn Trãi nha. Và hẻm này mình sẽ đi ra 446 đường Lê Hồng Phong. Ủa không, đường An Dương Vương, còn hướng này là mới ra Lê Hồng Phong. Rồi. Phòng này thì có cái cửa sổ ha. Phòng này là có cửa sổ nha. Đó, phòng này thì có cửa sổ, có ban công bên ngoài luôn. Màn rèm đầy đủ hết rồi. Nhà vệ sinh đây ha. Ở đây không phải là đâm đường nhưng cô chú anh chị bạn, đây không có nhà nào mở cửa nhánh này hết. Cái đây là phía sau căn nhà, khoảng thông hành địa dịch. Thay vì là mọi người sẽ bí lại, nhưng mà ở đây để thông để mà chữa cháy thoát hiểm rồi.
Ở đây thì khu phố 3 này đang lập cái đội chữa cháy trong đây. Khu này cực kỳ dân trí luôn nha cô chú anh chị. Nằm giao giữa bốn con đường Nguyễn Trãi, đường Lê Hồng Phong, đường An Dương Vương và đường An Dương Vương và đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Mình có thể đi vào đường hẻm 214 Nguyễn Trãi nè. 192 đường Nguyễn Trãi, 146 đường Huỳnh Mẫn Đạt, 158 Huỳnh Mẫn Đạt, 455 đường An Dương Vương và 446 đường An Dương Vương ha. Nhưng mà có một cái nhánh đi ra đường Lê Hồng Phong luôn. Nhưng chú Hồng không biết số đó số mấy, chú Hồng chưa đi lại đó. Quá nhiều đường đi vô đây luôn ha. Đây là lầu 2 ha. Đó, lầu 2 của mình nè. Lầu 2 thì không có làm nhà vệ sinh bên trong. Ở đây cô chú chị bạn có thể làm hai phòng trên đây ha. Chia thành hai phòng nhỏ bên đây. Một phòng nhỏ ở đây với một phòng bên kia, làm hai phòng trên đây ha. Là ok nha. Đó, mỗi tầng đều có CP riêng hết ha. Đó, tầng này thì ở phía bên ngoài này cô chú chị bạn. Đây có đục lỗ gắn máy lạnh sẵn nè ha. Trước cho thuê này, người thuê họ gỡ máy lạnh đi rồi. Phía ngoài đây là ở dưới tầng 1 là cái này, lầu tầng 2 là lầu 1 là người ta đột ban công ra tới đây luôn. Còn đây là làm cái tấm tre. Tấm bô li. Để vô phòng mở đèn cho nó sáng rồi chú chị bạn xem. Đèn led và đèn kiếp luôn ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha, và nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha. Còn nếu như mà mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành rồi thì hãy xem coi mình đã bật cái chuông chưa. Đó, rồi nhớ chia sẻ cho bạn bè người thân của mình để họ có cơ hội tìm mua được một căn nhà ở quận 5 này ha. Xin nhắc lại là địa chỉ nhà của mình 192 sẹt 30B đường Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, giao giữa bốn con đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, Huỳnh Mẫn Đạt và An Dương Vương. Mình có thể đi vào bằng các con hẻm 192 đường Nguyễn Trãi, 200 đường 14 Nguyễn Trãi, 146 đường Huỳnh Mẫn Đạt, 258 đường Huỳnh Mẫn Đạt, 455 đường An Dương Vương và 446 đường An Dương Vương nha cô chú anh chị. Ở đây gần Đại học Sư phạm, gần Đại học Sài Gòn, Đại học Khoa học Tự nhiên, trường chuyên Lê Hồng Phong, và ở đây là gần chợ Bào Sen ha. Còn bệnh viện thì bệnh viện Nguyễn Chí Phương, bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện Trấn Thương Chỉnh Hình, bệnh viện quận 1. Ở đây gần Đại học Kinh tế luôn nha cô chú anh chị. Và bệnh viện Chợ Rẫy rồi cũng gần ha. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà ha. Giá căn nhà này là 2.250.000.000 giá chủ chốt bán nha. Là do lúc trước là chủ kêu là 2.650.000.000 á. Rồi có một người lái họ trả. Rồi nhưng mà họ không có lấy. Nên là chủ nhà quyết thôi bán với giá đó luôn. Họ trả rồi xong xuôi như thanh toán không có hợp lý á. Căn này thì mua thì thanh toán trong vòng 15 ngày thôi nha. Còn nếu sau thời gian đó thì chủ sẽ thay đổi thì cô chú chị bạn cũng thay đổi luôn ha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Rồi xin hẹn gặp lại ở những video lần sau ha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Căn nhà mình địa chỉ là 192 sẹt 30B đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm giao giữa bốn con đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, An Dương Vương và đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Nhà mình có thể đi vào hẻm 192 đường Nguyễn Trãi sẽ thông sang hẻm 417 đường An Dương Vương, và mình cũng có thể đi vào hẻm 214 đường Nguyễn Trãi thông sang hẻm 455 An Dương Vương, hoặc cũng có thể đi vào hẻm 146 hoặc 158 đường Huỳnh Mẫn Đạt cũng được ha.
Nhà mình có kết cấu là một trệt với hai lầu và kích thước nhà mình ngang là gần 3m và chiều dài là 6m. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu. Về kết cấu nhà một trệt với hai lầu. Về pháp lý nhà có giấy chủ quyền hồng. Về hướng nhà có hướng đông và là sang bắc một ít ha. Căn nhà này trước đây là chủ kêu bán với giá là 2 tỷ 650 triệu. Nay do cần tiền nên chủ giảm giá bán trong vòng nửa tháng thôi. Giá là 2 tỷ 250 triệu là giá chốt ha. Cô chú chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc nha. Thì nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Còn nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất sản rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video qua nhà lần sau. Xem xong video nhớ ủng hộ Vũ Hồng một like ha. Cảm ơn Vũ Hồng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau nha.